Chào chú Hai, chú Hai. Chào Phi. Hôm nay tôi xin chào là BK. Chào kênh trên là BK Bonsai. Tôi hôm nay tôi có đem 34 cây nhiều loại về với giao lưu với bà con. Đầu tiên là tôi xin cảm ơn bà con ủng hộ cho những clip vừa qua. Địa chỉ của tôi là ấp 10 xã Chinh Phú, huyện Cái Sách, tỉnh Sóc Trăng. Số điện thoại là 0912 945544. Cũng là Zalo như bà con. Gồm là Mai Tứ Quý, Nguyệt Quế, Ổi, Cần Thăng, Sigo, Mận, Khế Tàu. Để không làm mất thời gian lâu cho bà con, tôi bắt đầu vô cây số 1. Cây số 1 là cây Mai Tứ Quý nha bà con. Cây Mai đầu clip để cho cây Mai cho nó may mắn nha bà con. Cho 4 mùa hoa nở. Cây Mai Tứ Quý này cao ạ. Chiều cao chắc trên 2 mét quá bà con, tán ngang cũng hơn một cái thước dây nha bà con. Hoành của nó là 29 đúng bà con ơi. Rồi quay luôn, quay luôn một vòng luôn nha bà con. Cây này tôi giao luôn với bà con là 3,2 triệu nha bà con, bao sống bao xếp tới nhà cho bà con luôn, bao bao toàn quốc luôn bà con ơi. Rồi đổi cây, bắt đầu là qua cây số 2, cây Nguyệt Quế, cây gián thú nha bà con. Cái bàn quay chạy dữ ạ. Rồi chiều cao của nó là 57. Hoành của nó là 30. Cây này tôi giao lưu với bà con là 800 ngàn. Cây này đế đẹp nha bà con, có dáng thú ạ. Rồi cây này tôi giao lưu với bà con là 800 ngàn nha bà con, bao sống bao xếp toàn quốc, bao cho bà con tới nhà luôn á. Rồi tiếp theo là cây số 3, cũng là cây Nguyệt Quế. Cũng là cây Nguyệt Quế nữa nha bà con, đế đều luôn. Chiều cao của nó là 61. Hoành thân là nó là 27 nha bà con. Cây này tôi cũng giao lưu với bà con là 800 ngàn. Tiếp theo là cây số 4. Số 4 nha bà con, cũng là cây Nguyệt Quế. Cây này đế đắm đều lắm nha bà con. Chiều cao của nó là 41. Hoành của nó là 31 nha bà con. Cây này tôi giao lưu với bà con là 1,2 triệu. Bao sống bao xếp toàn quốc nha bà con. Tiếp theo là cây số 5, cũng là cây Nguyệt Quế nha bà con. Cây này tàn chi nhánh đầy đủ, phong thấp luôn bà con, lùng liền luôn. Chiều cao của nó là 57. Hoành của nó là 29. Cây này tôi giao lưu với bà con cũng là 1,2 triệu nha bà con. Lùng liền nha, phong thấp nha. Rồi tiếp theo là cây số 6, cũng là một cây Nguyệt Quế luôn nha bà con. Cây cái hình con thú nha bà con, là có cái đuôi luôn, hình thú nha bà con, hình thiếu nằm mà không biết con thú gì. Chiều cao của nó là 87. Hoành của nó là 27. Hình con thú nha bà con.
Cái này tôi giao lưu với bà con là cũng là 1,2 triệu cho bà con ơi. Tiếp theo là một cây nguyệt quế dáng đổ đế đẹp bao nhiêu bà con, chiều cao của nó là 73, hoành của nó là 29. Dáng đổ nha bà con, cây này tôi giao lưu với bà con là 1,1 triệu. Tiếp theo cũng là cây nguyệt quế nha bà con, cây này cũng là dáng đổ luôn nha bà con, cây số 8. Chiều cao của nó là 77. Hoành của nó là 31. Cây này tôi giao lưu với bà con là 1 triệu. Dáng ba nha bà con. À, lá trắng luôn chùm. Rồi. Tiếp theo là cây nguyệt quế luôn nha bà con. Cây số 9. Cây này lùng liền bà con ơi. Chiều cao của nó là 63. Hoành của nó là 32. Cây này tôi giao lưu với bà con là 1 triệu. Nha bà con, cây này tôi giao lưu với bà con là 1 triệu. Số điện thoại tôi là 0912 945544, cũng là Zalo nha bà con. Địa chỉ ấp 10 xã Chinh Phú, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng. Tiếp theo là cây số 10. Ba mươi đấy thì đầy đủ nha bà con. Cây này giao lưu với bà con là 1,2 triệu. Rồi tiếp theo là cây số 11, một hình thú đế trái tim. Chiều cao của nó là 87. Chắc thưa ra. Hình thú nè, có cái đuôi luôn nha bà con. Hai mươi chín. Cái này tôi giao lưu với bà con là 1,4 triệu. Bao sống bao xếp toàn quốc nha bà con. Cây này nữa lên là cái dáng thông luôn nha bà con. Đây là cái hình thú luôn. Cây này chiều cao là 88, 31, tính 30 thôi. Cây này tôi giao lưu với bà con là 1,6 triệu. Rồi tiếp theo là cây nguyệt quế luôn. Tám mươi hai, 31. Cây này tôi giao lưu với bà con cũng là 1,3 triệu. Cây này để tàn đẹp lắm nha bà con. Rồi tiếp theo là cây nguyệt quế luôn nha bà con. Tầm 99, 28. Cây số 14 này tôi giao lưu với bà con là 1 triệu.
sát luôn. Số điện thoại của tôi là 0912945544, cũng là Zalo luôn nha bà con. Tiếp theo là cây số 15. Cây số 15 này tôi cũng Zalo với bà con là 1 triệu. Tiếp theo là cây 16. Trời, cây này rồi. Chị kêu là 96. À, lùng lật, cây này lật dữ lắm nha bà con. Đây là cái thân lật lắm. À, 38. Cái này tôi giao lưu với bà con là 2 triệu. Bao sống bao xếp toàn quốc cho bà con. Rồi, tiếp theo là một cũng cây là cây nguyệt quế luôn nha bà con. Cây số 17. Chiều cao nó là 127. Đấy đều luôn nha bà con. 33. Cây này thì lượng lắc lắm nha bà con. Nữa mình để cái tàn dù ngon lắm. Rồi, cây này tôi giao lưu với bà con là 2,6 triệu. Cây này là tàn mà tôi phải cắt. Rồi, tiếp theo là cũng là cây mì quế luôn nha bà con. Cây số 18. Cây này lượng lắc. Đế thì 24 giờ. Chiều cao của nó là 95. Hoành khăn nó là 39. Cây này tôi giao lưu với bà con là 2,2 triệu. Tiếp theo là cây số 19. Chiều cao của nó là 85. Hoành của nó là 34. Cây này tôi giao lưu với bà con là 1 triệu. Tiếp theo là cây số 20. Cây này lượng lắc nha bà con. Đế quá đẹp. Sát sát vô nè. Có cái cục chỗ này. Chiều cao của nó là 87. Hoành được 30. Cái này tôi giao lưu với bà con là 1,3 triệu. Bao sống bao xếp toàn quốc cho bà con. Nó chêm cái ghế cho nó ngay. Tiếp theo là cây số 21. Cây này lùng lực nha bà con. Hoành nó là 33. Cái này tôi giao lưu với bà con là 1,2 triệu. Rồi. Tiếp theo là một cây số 22. Cây này có nhánh 3 nha bà con. 66. Cái này tôi giao lưu với bà con là 800 ngàn. Rồi, tiếp theo là một cặp ổi số 23. Cặp ổi
ổi đê đê c là gì? Cặp ổi 23D 23C á, giống gì á chứ? Giống lê, ổi lê sao không để gần gần á, cặp ổi rồi. Ổi lê đứng phía sau chứ đừng đứng phía che ai thấy. 117 ổi lê giòn giọt luôn á. Ổi lê giòn giọt giòn luôn. 62 cây này tôi giao lưu là 1,5 triệu bao sống bao xếp toàn quốc luôn nha bà con. Rồi nó cây này cũng tương tự luôn, một cặp ổi luôn nha bà con, cặp ổi số 23 nó y hệt như vậy luôn bà con ơi. Một cặp với này 60 chiều cao, nó một thứ một đó, 117 đó. Rồi cặp cái này tôi cũng giao lưu với bà con hữu nghị là 1,5 triệu luôn bà con ơi. Rồi rồi tiếp theo là một cặp ổi số cặp Sigo số 23 nha bà con. Ai mua một cây là một cây, mà một cặp luôn nha bà con. Tôi đo chiều cao trước cho hào thử cho một cây trước thôi, cây thấp trước thôi là 58 hoành tương đương nó vậy luôn nha bà con. 22 cặp tương đương vậy, cây sau là nó cao hơn nha bà con. Cặp này là 1,6 triệu mỗi cây là 800.000 nha bà con. Rồi tiếp theo là cũng cặp Sigo luôn nha bà con, hai cây tương đương nhau. Rồi tôi đo một cây trước luôn là 65, tôi đo cái hoành nhỏ của cây này thôi, coi cũ luôn là 23. Rồi mỗi một cây là 700, một cặp là 1,4 triệu nha bà con, mua một cặp là có thể bớt. Rồi rồi tiếp luôn, rồi 25 là tới một cặp cần thăng. 34 lấy một cái cũ này thôi là 32. Cặp này tôi giao lưu với là biết bà con là 700.000 bao sống bao xếp toàn quốc cho bà con. Rồi rồi tiếp theo là cây số 26 40 hoành đế là 52, cây này tôi giao lưu với bà con là 500.000. Tiếp theo là cặp số 27 cặp cần thăng nha bà con, hoành đế của nó là 48, hai cây nó tương đương với nhau mà giống nhau y hệt như bà con. Cặp này tôi giao lưu với bà con là 1,2 triệu bao sống bao xếp toàn quốc nha bà con. Rồi tiếp theo là một cây số 28, một con sâu gốm nha bà con, y hệt như con sâu gốm. Rồi cao là 48, hoành cũ của nó là 42, cái này tôi giao lưu với bà con là 650.000. Tiếp theo là cũng cây cần thăng luôn nha bà con, cây cần thăng số 29 cao là 54, trời trời cái thước hoành cũ nó 52, cái này tôi giao lưu với bà con là 500.000. Rồi tiếp theo là một cặp chim cánh cụt số 30 nha bà con,
Chiều cao của nó là 32. Vành của nó là 54. Vành đế á nha bà con. Cái này, cặp này tôi giao lưu với bà con là 1,2 triệu. Rồi, tiếp theo là cây số 31. Cao 44. Hoành đế nó là 39. Cái này tôi giao lưu với bà con là 500 ngàn. Rồi tiếp theo là một cặp chim cánh cụt lớn nha bà con. Đo một cái thân cho trên cho bà con coi thì được rồi. 36 34. Chiều cao nó là 39. Rồi, cặp này tôi giao lưu với bà con là 1,4 triệu. Rồi, tới bắt đầu qua cây ổi nha bà con. Cây ổi cao thiệt là cao luôn. Ôi, cây mận chứ, mận hạ đá. Cây mận đá nha bà con. Cao này khoảng 4 mét nha bà con. Rồi. Mận đá nha bà con, mận đá xưa nha bà con. Đỏ, mận đá đỏ xưa. Rồi, tôi đo cái hoành của nó cho bà con ơi. À, đâm tược rồi, 107. Đâm tược ở trên rồi, sống khỏe nha bà con. Bao sống rồi đó. Bao sống, nhưng mà bao xếp thì có 300 cây số nha bà con. Rồi, xa thêm nữa thì mình thương lượng nhau. Cho hoành. Quanh của nó là 113. Rồi, đế đi vòng vòng giùm cái. Đế là khá cho bà con. Bao sống nhưng mà bao xếp thì có 300 cây số à. Lên thuộc Rồi, tiếp theo là một cây khế tàu khủng nha bà con. À, cái này tôi cái mận này tôi xin báo giá là 6,5 triệu nha bà con. Rồi đổi luôn. Rồi. Tiếp theo là một cây khế tàu khủng nha bà con. Khế khế này khế chua, khế này là cái trái nha bà con, trái nè. Cao là chắc cỡ 2 mét rồi thôi bà con. Ôm cái đế kìa. À, chi cành thì có đủ, đế thì đầy đều hết luôn nha bà con. Cái này chắc một thở người mới có một cây một à. À, bắt đầu đâm bông rồi nè. À, quay lên đây cho nè. Đâm bông rồi nè. Dài chứ chú. Cây này dài dữ lắm, cây này chủ nhà nói là chắc trên 80 năm rồi đó. Rồi. Hoành của nó là 71. Cây này thì tôi xin giữ giá lại cho bà con. Chừng à, có ai mà có muốn giao lưu thì gọi số điện thoại là 0912945544 nha bà con, cũng là Zalo luôn. Vậy á. Cái này là tôi xin giữ giá lại. Vậy cuối cây này là cũng là cây cuối clip nha bà con. Cuối clip xin cảm ơn bà con đã ủng hộ tôi những clip vừa qua. Thành thật cảm ơn bà con ạ. À.